7 ngày 7 điểm ngày số 04 bắt đầu. À. Hello, xin chào tất cả các bạn và các em. Chiến đấu nhé các em. Câu số 1 chất nào sau đây không phản ứng dịch nào mắt. Câu số 1. Chất nào sau đây ạ? Các bạn bảo thầy ơi em yếu bài tập lắm. Em ơi. Chiêu đi. Thì đến mông rồi. Chất nào sau đây không phản ứng dịch nào mắt? Không nhé. Sao hai cộng tác dụng với hóa trừ. CRH3 lần là hydroxit lượng tính chắc chắn tác dụng al 2 o 3 là oxit lượng tính chắc chắn tác dụng Đúng chưa? CR ở đây là không phản ứng với nửa mắt Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D các em nhé Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D Câu số 2 ạ. Câu số 2 ạ. Trong các hợp chất thì kim loại kiềm thì luôn có số xóa là bao nhiêu? À, câu số 2 Câu số 2 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh nhá. Đây là những ngày cuối cùng rồi Những ngày cuối cùng rồi các em ạ Comment đáp án để mình luyện Nhớ lý thuyết nhiều hơn Câu 2, trong hợp chất kim loại kiềm thì luôn có số xóa là dương 1. Đáp án chính xác chúng ta đã đáp án C. Câu số 3. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra chất khí ạ? Câu số 3. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH mà lại sinh ra chất khí? Lưu ý nhé Phản ứng với NaOH mà lại còn sinh ra chất khí cơ. Đấy, rất rất lưu ý điều này. Phản ứng với NaOH mà lại sinh ra chất khí thì nó không thể là NaHCO3 được. Không thể MgSO4 được. Không thể CaO được nó chỉ có thể là gì? AL. Câu số 4 ạ. Amino acid nào sau đây chứa 3 nguyên tử carbon trong phân tử? Câu số 4 ạ. Đấy, chào Nguyễn Khánh Duy nhá. Hello. Chào Trịnh Thu Vương xin chào cả bạn và các em. Câu số 4 ạ. Câu số 4 ạ, các bạn nhanh tay comment đáp án cùng thầy mình nhá. Câu số 4 ạ. Amino acid nào sau đây chứa 3 nguyên tử carbon trong phân tử? Amino acid nào sau đây chứa 3 nguyên tử carbon trong phân tử? anh nào anh alanin đúng không okay. em alanin đáp án chính xác chúng ta là đáp án d alanin câu số 5 polymer nào sau đây câu số 5 polymer nào sau đây thuộc loại polymer thiên nhiên à, anh nào là polymer thiên nhiên nitron là tổng hợp visco là bán tổng hợp đúng chưa polyethylene là tổng hợp thiên nhiên là amylopectin xuất phát từ tự nhiên ok đáp án đúng đáp án d câu số 6 hợp chất nào sau đây có màu đỏ thẫm nào các bạn comment đáp án cùng thầy mình à? Hợp chất nào sau đây có màu đỏ thẫm ạ à? Phải thật nhanh Hợp chất nào sau đây có màu đỏ thẫm C3 đúng không ạ Đáp án đúng đáp án C Câu 7 Chất nào sau đây là anhyt? Câu 7 Chất nào sau đây là anhyt? Anhyt Thì có, nó có nhóm chức gì ạ à? Nó có nhóm chức CSO đúng không Anhyt nó có chức CSO Vậy anhyt là CS3 CSO Quá dễ dàng Câu số 8 Thành phần chính của các loại vỏ sò ốc ạ à? Câu số 8 ạ thành phần chính của các loại vỏ sò và ốc các bạn lưu lại nhá phải thật nhanh nhá đừng để bị nhầm nhá Câu này nhiều bạn nhầm lắm câu này rất rất nhiều bạn nhầm ạ câu này rất rất nhiều bạn nhầm ạ đã bán gì các em ơi này còn mèn chậm lắm này còn mèn chậm hôm qua anh các bạn comment đến nỗi mà thầy còn không kịp đọc đã bán cơ mà này comment chậm hôm qua buồn lắm thành phần chính của các loại vỏ sò ốc đó là dê ca ba câu số 9 đó, chất nào sau đây là amin bậc bạn Câu số 9, chất nào sau đây là amin bậc 3? Amin bậc 3 là có N đúng không ạ? Đúng không? Thì nó phải là gì ạ? mê metin amin nhá. mê metin amin. Đáp án chính xác chúng ta đáp án A. Câu số 10. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phép nhiệt luyện? Điều chế được bằng pháp nhiệt luyện nhé Ta có là các cái kim loại mà đứng đằng trước là nhôm là không thể điều chế bằng nhiệt luyện được mà bắt buộc phải là điện phân nóng chảy. Bỏ Al, bỏ Na. Đúng chưa? Bỏ Mg. Vậy điều chế bằng nhiệt luyện chỉ có gì nào Đáp án chính xác là đáp án gì Câu 11 ạ Câu 11 đáp án gì ạ Alo 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 Xin chào tất cả bạn và các em Chào mừng tất cả các bạn và các em đã đến với phiên live của Thế Minh Berlin Chào mừng tất cả các bạn và các em đã luyện não sáng sớm cùng Thế Minh Và hôm nay là luyện não sáng sớm ngày thứ 38 rồi Rất cảm ơn tất cả các bạn và các em đã đồng hành cùng Thế Minh trong 38 ngày qua Và chắc chắn rồi chúng ta còn ở bên nhau thêm hai ngày nữa Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em Sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn và các em chính là cái nguồn động lực để mà thầy Minh có thể livestream liên tục không ngừng nghỉ chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em. Và không quên follow thầy nhá. Tối nay chúng ta có một mega live vào lúc 5 giờ chiều và dự kiến là sẽ live full đến 22 giờ tối. Từ 5 giờ chiều đến 2 giờ tối live liền 5 tiếng và nó là một buổi mega live dài nhất trong cuộc đời của thầy Minh. Rất là cảm rất là mong muốn tất cả các bạn và các em bạn nào mà chưa follow thầy Minh thì nhớ nhấn vào nút follow nhá. Click vào nút chuông xem trước để không bất không bỏ lỡ bất kỳ một buổi live nào của thầy. Ok ạ. Nào nào nào. Vào hẳn phòng thi luôn như livestream đến cả sáng hôm thi môn hóa luôn. Nhá, live đến sáng thứ sáu. Được không ạ? Nào câu số 11 ạ. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây? Câu số 11. Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây? Kim loại Cu ạ phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây nào cu thì phản ứng gì ạ? không phản ứng Cl, không phản ứng nào mát được không phản ứng em hai cộng được cu phản ứng được với bạc cộng đúng không đáp án chính xác là đáp án a à, ok nhá câu 12 hai câu 12. đúng rồi tối nay có cả nước anh nữa yên tâm nước anh là không thể thiếu được câu 12 muối kali nitrat được ứng dụng làm phân bón công thức khoa học của kali nitrat kno ba wow. qua 13 chất nào sau đây có tính lưỡng tính ạ 13 chất nào sau đây có tính lượng tính ạ? Phải có thật nhanh các em ạ. Chất nào tại sau đây có tính lượng tính? Al OH 3 lần. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án C. 14 ạ. Chất nào sau đây có phản ứng trắng bạc? 14 ạ. Chất nào sau đây có phản ứng trắng bạc? Là chất nào phản ứng trắng bạc? Sodium tôn không đúng không? Xác không? Tinh bột không? Glucose. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 15 ạ. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất Kim loại nào trong số kim loại sau đây có nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất ạ à? anh nào anh nào nhiệt độ nóng chảy là thấp nhất ạ à? phải thật nhanh game. anh nào nhiệt độ nóng chảy thấp nhất gì ạ phải đang đích đặt vào l đấy tí toàn HG đúng không ạ đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án b câu mười nguyên tố nào sau đây có hàm lượng cao nhất trong gang và thép hay chưa nguyên tố nào sau đây có hàm lượng cao nhất trong gang và thép ạ à? anh chưa anh nào hàm lượng cao nhất trong gang và thép ạ à? Sáp chứ còn gì nữa Sáp chứ còn Ai vào đây nữa Nhiều bạn nhầm chọn C đấy Chọn carbon đấy Toàn 17 công thức cấu tạo của Vinina Cetat CH3, CO, CH, Nodo, 18 Chất nào sau đây là axit béo nọ 18 ạ Chất nào sau đây là axit béo nọ Anh nào sau đây là axit béo nọ Axit palmitic Đáp án chính xác chúng ta đáp án này Câu 19 Khi cho FE vào dịch COS4 thì sinh hợp chất nào sau đây câu 19 ạ khi cho FE vào dịch cuso 4 thì sinh ra chất nào sau đây? FE đẩy được CU đúng chưa thì sinh ra được CU nhá nhưng mà chú ý này hợp chất thì đứng là tô CU đúng chưa nó sinh ra CU cộng với lại FESO4 nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A FESO4 kèm em nhé đấy các bạn phải lưu ý phải cẩn thận nhớ chưa câu 20 khí xét 4 thì tên gọi của nó là gì ạ thì khí xét 4 tên gọi của nó là metan các em nhé khí CH4 tên gọi nó là metan đáp án B bỏ 21 dẫn từ từ đến dư CO2 và dịch chất nào sau đây thì thu được kết tủa 21 dẫn từ từ đến dư chú ý là dư CO2 nhá. mà vẫn thu được kết tủa vậy thì nó chỉ có thể là sục CO2 và NA lầu 2 thì ta sẽ thu được kết tủa A lầu hoặc 3 lần kết tủa là A lầu 3 câu 22 ạ 22 đáp án gì rồi các em phải thật nhanh 22 ạ phát biểu là sao để đúng dung dịch glucose hòa tan được CO2 lần đúng đúng luôn có mắt đa kề hai bạn axit acetic thì có công thức là CH3 CH đáp án B hai tựa Fe tác dụng bốn loãng thu được muối sắt có số xóa là dương hại có 25 chất nào sau đây cũng là nguyên liệu sản xuất tơ visco thì sẽ luôn luôn dung dịch xe lại hello 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 xin chào tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm cùng thầy Minh Miên và chúng ta đang đến ngày thứ 38 dậy sớm từ 5 giờ 15 phút sáng chiến đấu cùng nhau và ngày hôm nay là ngày 7 đề 7 điểm số 04 rồi rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và ủng hộ thầy Minh trong những ngày qua. Cái việc mà các em comment đáp án nhiệt tình và chia sẻ lại buổi học này đấy chính là cái nguồn động lực để thầy Minh có thể liên tục chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em trong những ngày qua. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Bạn nào quên chưa follow xem trước thầy Minh thì nhớ follow xem trước thầy Minh bởi vì tối nay, chiều tối nay vào lúc 5 giờ chúng ta sẽ có một phiên mega live, super live liên tục từ 5 giờ tối cho đến 10 giờ tối và trong đó trong buổi live này sẽ có sự góp mặt của anh thủ khoa khối B năm 2022. Anh Bùi Đức Anh vào chiến đấu cùng với các em và anh Bùi Đức Anh sẽ hướng dẫn các em làm cách nào để mà tô được 32 câu đầu tiên trong vòng 10 phút. Ok ạ. Câu số 26 ạ. Câu số 26 ạ. 26 đang bán gì các em? 26 ạ. Chất đích tác dụng với mắt thu được CH3CONA và C2H5OH. Với đáp án chính xác của chúng ta nó là gì ạ? ch 3 5 Đáp án ạ. Câu 27. Kim loại nào xác định nhiệt độ nóng chảy là cao nhất? Câu 27 ạ Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là cao nhất Nhiệt độ nóng chảy là cao nhất à? Von Fram D 28 Chất nào sau đây có khả năng làm mềm nước cứng vĩnh cửu ạ? 28 à Chất nào sau đây có khả năng làm mềm nước cứng vĩnh cửu Các bạn lưu ý nhé Mềm được nước cứng vĩnh cửu thì mới lưu Thế mới ghê Mềm nước cứng vĩnh cửu thì nó gì ạ à? Nó 2 CO3 và nó 3 PO4 các em nhé Đáp án chính xác là đáp án B 29 Polymer nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp 29 ạ. Polymer nào sau đây thuộc loại polymer bán tổng hợp? Polymer bán tổng hợp là tơ visco và tơ acetat. Tại vì là gì ạ? Visco là cellulose nhúng vào CS2. Nên đáp án đúng là đáp án C. 30. Mg tác dụng với HCl. Trong dung dịch tạo ra H2 và chất nào sau đây? Thì Mg mà cộng với HCl trong dịch H2 À, trong dịch thì tạo ra H2 và MgCl2 đúng không? Đáp án đá đúng là đáp án C. Câu 31 phải thật nhanh các em ạ. Chúng ta đang luyện não sáng sớm để chúng ta luyện được phản xạ hóa học, luyện phản xạ hóa học để chúng ta làm chính xác đúng được 32 câu đầu tiên ăn chặt 8 điểm. Thế trong Nguyễn Đạt nhá. Hello em. Câu 31. Trong nghiệp kim loại nào sau đây điều chế bằng phát biện phân nóng chảy? Thì kim loại mà được điều chế bằng phát biện phân nóng chảy nó là NA, đúng không ạ? Đáp án đúng là đáp án D Câu 32. Trong cái ion sau đây ion nào có tính xóa mạnh nhất? Trong các ion sau đây ion nào có tính hô xóa là mạnh nhất? Thì nó là anh nào? Anh em 3 cộng. Đáp án chính xác là đáp án D. Câu 33 thạch cao nung công thức của thạch cao nung là công thức của thạch cao nung ạ à? công thức của thạch cao nung là gì ạ à? là CaSO4 ngậm một nước các em nhé CaSO4 ngậm một nước là công thức của thạch cao nung đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án B bò câu 35 natri hidrocarbonat à? công thức của natri hydrocarbonat dễ ẹc e dễ quá còn gì nữa các em natri hydrocarbonat thì nó chỉ có thể là gì ạ à? NaHCO3 mà thôi đáp án chính xác là đáp án C câu 36 câu 36 ạ à? Cô bác sáu chọn đáp án gì ạ? Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với phiên live Luyện áo sáng sớm, luyện phản xạ hóa học 7 ngày 7 điểm ngày thứ 04 Và ngày hôm nay là ngày thứ 38 mà thầy Minh dậy sớm liên tục chiến đấu cùng tất cả các bạn và các em rồi Let's go Nhớ comment đáp án nha, comment đáp án liên tục nhá Để xem là mình đúng hay mình sai, có 36 Để trả một lớp bạc lên một fix thì người ta cho chất x phản ứng với lượng dư ra 3 trong NH3 đun nóng Với chất x là thì nó chỉ có thể là gluser mà thôi Đáp án chính xác chúng ta là đáp án dễ. Câu 37, trong hợp chất CrO3, crom có số xóa là bao nhiêu? Trong hợp chất CrO3 thì crom có số xóa là bao nhiêu? Crom chúng ta sẽ có số xóa là dương 6, đúng không ạ? Đáp án đúng là đáp án dễ. 38. 38 ạ, phải thật nhanh ạ. Phải thật nhanh. 38 đáp án gì ạ? Các bạn làm sao phải comment đáp án nhanh hơn thầy. Phải comment đáp án làm sao nhanh hơn thầy nhá, câu 38. khí X được tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch gây ứng nhà kính. Vậy khí X là CO2, ấm luôn. 39. 39. Nhỏ từ từ Dung dịch nó đến dư và dung dịch x Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn Thì chỉ thu được dung dịch x trong suốt Nó đến dư mà x nhá. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn Chỉ thu được dung dịch trong suốt chất tan dung dịch x lại Nó mà nhỏ đến dư và COS4 Thì không thu được dung dịch trong suốt Mà thu được kết tủa CO2 lần Nó đến dư với FE Nó 33 lần thì không thu được dung dịch trong suốt Mà chỉ thu được feh 3 lần Và FE2 cộng thì cũng chỉ thu được kết tủa là feh 3 lần mà thôi hai lần mà thôi vậy vào ALCL3 nếu mà dư thì mình sẽ thu được muối là NA AL O2 đúng chưa và NACL vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ đấy thì anh này thì chúng ta mới thu được là dung dịch trong suốt các em nhé nhớ kỹ câu 40 chất nào sau đây là amin bậc hai Cầu câu 40 chất nào sau đây là amin bậc hai amin bậc hai là có nhóm NH đáp án đúng là đáp án B 41 41 là một glu thì cho mình ra 2 AG. Số mol của AG là 3,24 chia cho 108 bằng 0,03. Vậy suy ra được số mol glu 0,03 x 1 chia 2 bằng 0,015. 0,015 mà nhân với 180 thì bằng 2,7. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Nhá. 2,7 ạ. À. Quá dễ. Câu 4 này. 4 này. Đã làm nhanh rồi nhưng mình còn phải làm chính xác nữa các em nhé. Phải thật nhanh nhưng mà phải chính xác. Hello, hello. Xin chào tất cả các bạn và các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã quay trở lại với luyện não sáng sớm. 7 ngày 7 điểm Ngày số 04 Chúng ta còn 3 ngày nữa thôi Đó, 7 ngày 7 điểm Có 42 Số dung dịch tác dụng với lượng dư CA hoa lần thu được kết tụa Số dung dịch tác dụng với lượng dư dung dịch CA hoa lần Mà ta lại thu được kết tụa và lưu ý nhé Thì mình sẽ có là CO3 trừ cộng được với canxi hay cộng 1 cháu Nó sẽ 0 Được chưa HCO3 trừ cộng với CO3 lần có kết tụa 2 cháu HNO3 0 NH42 lần CO3 cộng với CO2 lần 3 cháu. 3 cháu phải đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 3 cháu ạ. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C. Câu 43. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Câu 43. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? 4 bạn. Phát biểu nào đúng ạ à, các em? Phải thật nhanh ạ. À. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? À. à, các em ơi. Các em mà muốn coi lại 38 ngày vừa qua à, các cái buổi video mà thầy like ấy, liên tục ấy, 38 ngày vừa qua thì thầy cập nhật lên trên kênh trên đồ của thầy nhá là hóa học thầy Minh Berlin hóa học cùng thầy Minh Berlin các bạn nào muốn lấy đề sớm thì các bạn lên fanpage thầy Minh Berlin hóa học để lấy nhá ok ạ 43 phát biểu nói sau đây là đúng ạ trùng ngưng không thể trùng ngưng được butan của ba đen là tôi bán tổng hợp polyethylene terephthalate được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monomer tương ứng cái này đúng này đồng trùng ngưng hay trùng ngưng cũng được Câu bốn ạ phát biểu nào sau đây là sai bốn bốn ạ phát biểu nào sau đây là sai bốn bốn này này sợi bông tôi tạm thuộc loại polymer thiên nhiên đúng ni lông rông thì đều kém bền trong môi trường axit và bazơ đúng tại vì nó là tơ polyamid có liên kết nhco nên nó kém bền trong môi trường kiềm và môi trường axit do là nhco là dễ bị phân hủy nhá do nhco dễ bị phân hủy câu IC amylose cấu trúc mạch không phân nhánh, đúng. Nylon 6,6 được điều chế bằng trùng hợp là sai, nó phải được điều chế bằng trùng ngưng. Trùng ngưng anh gì? Anh axit adipic và hexamethylene các bạn nhớ chưa? Vậy sai là gì? 45 này mới hay này. 45 này mới hay này. 45 đã bán gì ạ? 45 đã bán gì ạ? X là nguyên tố phổ biến thứ ba sau oxy và silic là kim loại phổ biến nhất trong vỏ trái đất. Ôi dồi Chống bài mòn tốt. X và hợp chất của X được ứng dụng nhiều trong ngành hàng không vũ trụ hay giao thông vận tải, y tế xây dựng. Kim loại X là căng căng chưa? Căng chưa? Căng cực luôn. Nào. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ kem Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án gì ạ? Càng quá càng Bao nhiêu bạn Sẵn sàng trả lời đúng câu này Bao nhiêu bạn Sẵn sàng trả lời đúng câu này Cùng thầy Minh ạ Quá kinh khủng Quá kinh khủng Anh nào đây ạ Anh nào mới là đáp án đúng ạ Hay chưa Mạnh mẽ lên các em Mạnh mẽ lên các em anh nào mới là đáp án đúng đây? X là kim loại nào? X là kim loại nào đây ạ? Ui dồi ôi, căng, căng cơ Anh nào? Nó chỉ có thể là nhôm, chính xác Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án C các em nhé Đáp án chính xác của chúng ta Đó là đáp án C Ok ạ C nhá đúng rồi, nó là kim loại nhẹ mà Nó có từ khóa ở đây là từ nhẹ Ok ạ Ok chưa? Câu 46 Đốt cháy hoàn toàn mờ gam sen xen này mình uh, C N H2O. Mình 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 người quy đổi xen về C và H O. Cần vừa đủ O2 thì mình tìm được số mol O2 luôn. nhá. Cần vừa đủ O2 thì mình tìm được số mol O2 luôn. Số mol O2 của mình bằng bao nhiêu? Uh, 5,376, 5,376 chia 22,4 bằng 0,24. 0,24 thì ta luôn luôn có số mol O2 bằng số mol CO2 bằng 0,24. Ok chưa Ok chưa Đấy nhá Và H2O Giá trị của M Nào Giá trị của M bằng bao nhiêu Thế thì có phải là Ra được số mol C là bằng 0 24 Mà cellulose là C6H10 O5 không mình bảo toàn C là 0 24 chia cho 6 bằng 0 04 không Đấy Vậy mình sẽ có là 0 4 Nhưng 162 cho 62. Kết quả của ta bằng 6,48 kg. Đáp án đúng đáp án C, câu này quá hay. Đúng không em? Câu này quá hay. Nào, câu 47 ạ. 47 các bạn chọn đáp án gì ạ? Phải thật nhanh. 7 ngày 7 điểm, ngày thứ 04 rồi. Thi đến mông rồi các em ạ. Thi đến mông rồi. Thi đến mông rồi, không còn bao nhiêu ngày nữa đâu. 7 ngày 7 điểm. Luyện não sáng sớm cùng thầy mình đi. Kinh nghiệm nào sau đây không xảy ra phản đồng học? thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học các bạn lưu ý nhá không xảy ra từ khóa ở đây là không xảy ra mgh 4 loãng có NaH và HCl có nhôm thì bị thụ động trong H3 đặc ạ câu 38 hòa tan hoàn toàn 3,9 gam Zn số mol Zn là 3,9 3,9 chia 65 bằng 0,06 không bằng dịch H3 đặc nóng thì thu được amon nấu no, hai bảo toàn e ta có là hai lần số mol zn thì bằng một lần số mol no hai vậy hoàn toàn mình tìm được số mol no hai bằng không phẩy mười hai ta đúng ra bán gì ạ đáp án chính xác của chúng ta đó là ra bán D có bốn chín phát biểu nào sau đây là đúng xin thì có phản ứng với dung dịch hcl và dung dịch na cũng ạ đúng bốn chín ta đúng luôn bởi vì glyxin chúng ta có nhóm CH và nhóm nó nên nó phản ứng cả với hcl và cả na 50. 6,6 gam ethyl đơn chức x bằng NH thu được 5,1 gam HCNA mình tìm được số mol HCNA 5,1 chia 68 bằng 0,075. Vậy số mol HCNA là 0,075. Vậy số mol của đơn chức x cũng là 0,075. Vậy mình tìm được phân tử khối của x bằng 6,6 chia 0,075. 6,6 chia n bằng 88. 88 này đáp án đúng chúng ta đáp án C quá dễ dàng đúng không? Kê? Quá dễ dàng Câu 51 Câu 51 Cho các polymer sau Nào câu 51 à Cho các polymer sau Cho các polymer sau Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp Cho các polymer sau Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp Ni lông sau là sao, sao không được Polyacronitrin là 1 Poly 1,3 DN là 2 Polymethin là 3 Polyvinyl chlorua là 4 Chúng ta có tổng cộng 4 anh Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án D ạ Câu 5-2 Hòa tan 2,4 gam Fe Ta tìm được số mon Fe Vừa nãy có bạn nào bạn ấy kêu là bạn yếu bài tập đâu rồi Biến mất rồi Số mon là bằng 0,4 Bằng dịch hấp 3 loãng dư Sinh từ NO Bảo toàn E Fe Fe dương 3 3 lần số mon Fe Bằng 3 lần số mon NO Nên suy ra số mon Fe bằng số mon NO bằng 0,4 0,4 <laughs> mà nhân với 2,4 á không phẩy bốn mà nhân với hai phẩy bốn tám chín sáu lít đúng không em rồi tám phẩy chín sáu lít với đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A câu năm hai câu năm hai à, cái này câu này bị cắt lỗi đúng không trùng năm bạn nhiệt phân hoàn toàn là hco ba thu được số mol co là không phẩy một vậy suy ra số mol nahco ba là không phẩy một đúng không đúng không ạ ở điều kiện tiêu chuẩn mà Đấy, viết phương trình ra không phải không phẩy một đâu số mol nahco ba mà không không năm Tại vì phương trình này nó 3 nhiệt phân tạo thành Na2CO3 cộng với lại CO2 cộng với lại H2O Anh này 0.1 thì 0.1 nhân 2 là 0.2 chứ Sorry 0.12. Đấy, nhầm là toang. 0.2 mà nhân với 84. 0.2 mà nhân với 84 thì bằng 16.8 đúng không các em? Đáp án chính xác chúng ta là đáp án B bỏ. Đáp án chính xác của chúng ta là đáp án B bỏ. Câu 54. 54 sử dụng tuyệt chiêu của Thế Minh. M muối clorua bằng ma hỗn hợp kim loại cộng với lại 71 nhân H2 bằng 12,6 cộng với 71 nhân H2 đây là bằng 13,44 là 0,6 bằng 55,2 gam đáp án chính xác là đáp án C. Quá dễ dàng. Quá dễ dàng đúng không? Ok. Ok ạ. Câu 55 ạ. Câu 55 ạ. Sa bằng hóa hoàn toàn 178 gram tristerin Thì tristerin là 178 chia 890 178 chia 890 Bằng 0,2 mol Vậy số mol của muối natri Sterat C17 H35 COO NA Là 0,2 x 3 là bằng 0,6 Ok chưa 0,6 mà nhân với phân tử khối 12 x 17 cộng 35 cộng 67 bằng bằng bao nhiêu 183,6 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Ok chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Câu 56. Số mol của gliala là 14,6 chia cho 146 là 0,1. Tác dụng hết với NaH dư đun nóng thì số mol mắt 1 gly thì ăn 1 mắt 1 alan, 1 một mắt nữa vậy số mol mắt phản ứng là 0,2. Đáp án chính xác là đáp án A. Quá ấm luôn đúng không các em? Quá mát. Câu 57 chất nào sau đây là axit béo? Là 57 ạ. À. Chất nào sau đây là axit béo? Chất nào sau đây là axit béo? Axit béo chúng ta là gì ạ? À? Axit gì? Axit oleic kem nhé. Quá ấm C17H33 COH. Câu 58 ạ. À. Câu 58 ạ. À. Cho các dãy các kim loại sau, số kim loại trong dãy phản ứng luôn dưới HCl. Chào mừng tất cả các bạn và các em đến với buổi live cùng với thầy mình Merlin. Ngày hôm nay là ngày luyện não sáng sớm thứ 38 Là ngày 38 ngày liên tiếp mà thầy Minh đã dạy chiến đấu cùng với tất cả các bạn và các em Hãy chia sẻ lại buổi học này Hãy bình luận thật nhiều bởi vì đây là một học free Và rất là cảm ơn tất cả bạn và các em đã nhiệt tình theo dõi và comment ủng hộ thầy Minh Trong suốt ngày vừa qua Nhá Cố gắng chiến đấu để chiến thắng Được chưa Ông màn hình này là đọc full rồi đấy chứ các em Đọc full rồi chứ sao có bạn bạn ấy cứ kêu là phải nhỏ màn hình lại nhỉ Đọc full được rồi mà đúng không? Câu 58 ạ. Cho dãy các kim loại, số kim loại trong dãy phản ứng với dùng HCl. Fe là 1. Fe là 1, Cu0, Mg2, Ag0, Al3, Na4. Bốn cháo đúng không ạ? Đâu thiếu đâu, chẳng thiếu tí nào đâu. Đủ đấy em ạ. Ok chưa? Số kim loại trong dãy phản ứng với dùng HCl, chúng ta có tổng cộng có 4 nhá. Ta đúng đáp án A. Câu 59. Câu 59 ạ. Câu 59 ạ. 59 đang án gì ạ? Phải thật nhanh các em ơi. Câu này dễ nhá. Câu này dễ. Tại vì thế này này, Oxy hóa hoàn toàn 1,71 gam hỗn hợp gồm Mg, Cu và Al. Vậy mình sẽ có hỗn hợp gồm 1,71 Mg, Cu, Al này tác dụng với O2, thu được hỗn hợp Y gồm các oxit, vậy Y gồm Mg, Cu, Al và oxy trong oxit cộng với HCl. Thì các bạn lưu ý cho thầy là một oxy trong oxit thì ăn 2H+, cộng. số mol HCl thì bằng 0,1. Vậy số mol oxy trong oxit bằng 0,05. Vậy này là 0,05. Vậy ta có giá trị của M bằng 1,71. 1,71 cộng 0,05 nhân 16 bằng 2,51. Đáp án đúng là đáp án C. Ấm luôn. Dễ dàng. Đúng không ạ? Ok chưa ạ? Câu 60 ạ. Thực hiện các thí nghiệm theo các bước sau. Câu 60 ạ. Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau. Ok. Đây. Một câu thí nghiệm vận dụng cao về vô cơ các em nhé. Một câu thí nghiệm vận dụng cao về vô cơ. Câu 60 ạ. Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau. Thực hiện thí nghiệm. Theo các bước sau. Rót dung dịch H24 loãng vào một cốc thủy tinh nhá Thế là H4 loãng và cốc thủy tinh Chưa hiện tượng gì xảy ra cả Nhúng thanh kẽm Và thanh đồng Không tiếp xúc với nhau Chú ý là không tiếp xúc với nhau nhé Và cốc thủy tinh Ok chưa Bước 2 Mắc điện kế vào thanh kẽm và thanh đồng Phát biểu nào sau đây sai Khi thực hiện là bước 2 Có dòng E di chuyển từ thanh ZN sang, sang thanh CU đúng Sau một thời gian Cả thanh ZN và CU đều bị ăn mòn Sai khi kim điện quế quay do xảy ra một điện hóa học Đúng Cả hai thanh CU và ZN đều xuất hiện một kỹ Đúng vậy sai đây là B Được chưa Chỉ có thanh ZN bị ăn mòn thôi Thanh CU không bị ăn mòn Các bạn nhớ kỹ nhá Câu 61 ạ Câu 61 ạ Cho phát biểu sau số phát biểu sai Lưu ý này Số phát biểu sai các em ạ Để chúng ta phải chọn được phát biểu sai mới là chính xác nhé. Trong máu người glucose có nồng độ không đổi khoảng nào cái này đúng hay sai trong máu người glucose có nồng độ không đổi khoảng 61% cái này đúng hay sai <laughs> đúng hay sai em? alo đúng hay sai trong máu người sai đúng không nồng độ glucose trong máu người chỉ là 0,1% thôi đọc sai lại ghi đúng đây này cho giống ăn vào sữa động nành thì sẽ hiện tượng đông tụ protein chính xác bởi vì protein thì nó dễ bị đông tụ ở bên trong axit bazơ hoặc là enzyme đúng và điều kiện thường tristerin và etinacetat đều là chất lỏng nhẹ nước sai tristerin là chất trắng đúng không ok dây trong công nghiệp rượu etilic có được sản xuất từ phế phẩm nông nghiệp như bã mía chính xác vậy tại đây chúng ta có hai nhận định là chính xác nhá là nhận định b và nhận định d suy ra chúng ta có số phát biểu sai là a và c mày thê vẫn có hai phát biểu sai ấm nhỉ câu 62 mươi à. hai câu sáu mươi à. thực hiện các thí nghiệm sau à, chất lỏng là các, các chất béo no sorry ạ à, chất rắn là các chất béo no chất lỏng là các chất béo không no câu sáu mươi à cái anh uh, ý dây đúng là bởi vì là phế phẩm nông nghiệp như bã mía thì nó có cellulose lên men thì ra được rượu lên men thì ra được uh, glu lên men nữa thì ra được rượu ethylic câu 62 ạ à? sáu 62 đáp bán gì ạ à? phải thật nhanh nào các em sau khi phản ứng kết thúc thì số thí nghiệm thu được kết tủa bạn lưu ý nhé sau khi phản ứng kết thúc thì số thí nghiệm thu được kết tủa là ba lần dư thì mình có ba hai cộng cộng s bốn hai trừ tạo nên kết tủa bas bốn kết tủa BACL2 và NaHCO3 không có kết tuột. Cu thì anh này là 1. anh này là 1. thì vào trong HCl thì mình sẽ có là Fe3 cộng cộng với lại Cu2 cộng cộng với Cu để tạo thành Fe2 cộng cộng Cu2 cộng 2 2 thằng này là 2 mol. Thằng này là 1 mol tan hết, tan hết thì không có không có chất đạm. Đúng chưa? Tan hết. Nhá, IC là tan hết. IG ạ. À? HCO3 trừ cộng OH trừ tạo thành CO3 2 trừ CO3 2 trừ, trừ cộng với canxi 2 cộng tạo thành kết tủa CaCO3. Hai cháu có kết tủa. Ok chưa? A có kết tủa. D có kết tủa. E. Yeah. C2 cộng cộng với P43 trừ tạo thành Ca3 P4 hai lần. Nhá. Ca3 po 4 2 lần có kết tủa. Vậy ở đây tổng cộng chúng ta có 3 anh. Nhá. Chúng ta có 3 anh là có kết tủa. Được không ạ? chính xác của chúng ta là đáp án D. Bài là kết luận. Câu 63. Câu 63. Cho các phát biểu sau đây. Câu 63. Cho các phát biểu sau đây, số phát biểu đúng. Nào các bạn cùng lưu lại nhá. Có bao nhiêu phát biểu đúng? Có bao nhiêu phát biểu đúng? Triolin và peptide thì đều cùng có thành phần nguyên tố. Sai. Triolin này có CHO Peptide thì là CHON Nên là sai Trùng hợp Buta 1,3 DN Xúc tác NA Thu được cao su Buna N Sai Trùng hợp Buta 1,3 DN Thì ta chỉ thu được cao su Buna thôi Nhá Muốn thu được cao su Buna N Mình phải đồng trùng hợp Buta 1,3 DN Và Vanin Cyanua nữa C Ở điều kiện thường Acid glutamic và tristerin là chất rắn Đúng Acid glutamic là amino acid Tristerin là chất béo no nên nó cùng tồn tại với nhau ở điều kiện thường nó là chất đạm chính xác đúng d thủy phân hoàn toàn albumin của lòng trắng trứng thì mình thu được alpha amino acid thủy phân hoàn toàn albumin của lòng trắng trứng thì mình thu được alpha amino acid chính xác bởi vì albumin nó là protein propeptide đúng không hay nó là protein protein dạng đơn giản ý d tinh bột là nguyên liệu chính để sản xuất tơ nhân tạo như viscoacetat sai cellulose mới là nguyên liệu chính được không ạ Vậy ở đây chúng ta có hai nhận định đúng nhá là C và D. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Ok. Các em ơi câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. Câu 64. Một câu thực tế ạ. Câu 64, một câu thực tế, câu cuối cùng của buổi sáng ngày hôm nay. 64 thực tế ạ. Ôi giỏi rồi, quá đuối cùng mình ạ. À. 64 nào? 64 đã bán gì ạ? À? Còn mỗi câu 64. À, EA được sản xuất bằng phản ứng este hóa giữa axit acetic và ancol etylic. ch 3 COH. C2H5. OH. Hiệu suất phản ứng tổng hợp là 65% 0,65 khối lượng axit acetic cần dùng để sản xuất 1.000 thùng EA khối lượng tịnh ra ch 3 CO CH5 ta sẽ tìm một số mol của ch 3 CO CH5 bằng 150 kg một thùng được chưa thôi mình cứ tính một thùng đi 150 chia cho anh này là 88 150 chia 88 150 chia 88 kg tấn đại hiến coi như gam tính toán bình thường. Thôi để 75 phần 44. Bây giờ đề bài hỏi khối lượng axit acetic vậy suy ngược cho anh này. Cũng bằng 75 phần 44. Nhưng các bạn lưu ý, thuận thì nhân, nghịch thì chia, nghịch triệu suất 0,65. Đấy, ra số mol bon CH3 sẽ hoạt nhá. Ok không? Vậy mình sẽ có này. 75 4 chia 0,65. Bằng nhân với 60 là ra được khối lượng của CS3 CLH Được chưa? Độ tinh khiết đặt 98% vậy là còn phải nhân với lại Độ tinh khiết là 98% này phải nhân với lại 0.98. Ok chưa? Chưa kể là đây là 1.000 thùng phải nhân 1.000 nữa Nhân 1.000 thùng nữa Kết quả của chúng ta bằng 154,195 Vậy có nghĩa gần bằng là 154,2 tấn Đáp đúng là đáp án B. Kg tấn tại yến coi như gam tính toán bình thường các em nhé. Alo, xin chào tất cả bạn và các em. Buổi học ngày hôm nay nhá. Buổi học ngày hôm nay của chúng ta, thầy trò chúng ta là có 64 câu. 64 câu VIP Pro. Alo. Xin chào tất cả bạn và các em. Alo, alo, alo. Xin chào tất cả các bạn và các em Chào mừng tất cả các bạn và các em đã đến với buổi live của Thầy Minh Đấy Hello À các em có bạn muốn coi lại video thì chúng ta sẽ coi lại video ở bên trên channel Ở bên trên trên channel Hoa học Thầy Minh nhá Bạn nào muốn coi lại